được cái mục đích đó là ý nghĩa thì kiên trì là yếu tố tiếp theo. Cứ nghĩ là không phải là thành công, chả phải là có nhiều tiền hoặc là sinh ra một gia đình giàu có thì mình có thể làm được. Mình nghĩ là phải kiên trì, mình có được mục đích, mình có được cái lý tưởng rồi thì mình cứ cắm đầu để đến khi mình đạt được cái mục đích đó. Thì mình nghĩ là đó là yếu tố quan trọng. Giống như Steve Jobs nói một câu là hãy cứ khát khao, hãy cứ giải thừa, hãy cứ làm đi, hãy cứ làm thì lúc đó thì hãy cứ làm như đam mê thì lúc đó mình không thừa được bạn. Thì cứ trước khi làm thì cứ quên đi cái việc mà mình có ban, mình sẽ giàu có như thế nào, mình sẽ được tôn vinh như thế nào, mình sẽ đứng trên cái đỉnh nó vinh quang như thế nào. Hãy cứ mình cứ nghĩ là mình cứ làm tại đấy thì từng ngày một khách hàng sẽ đến với mình, từng ngày một những cái giá trị mình cho đi mình sẽ được nhận lại. Thì lúc đó thì cái phần thưởng của mình dành cho những cái nỗ lực nó sẽ lớn cao hơn. Đối với mình đó thì trải qua nhiều khó khăn thì mình cũng rút hết ra được cái lời khuyên đó là các bạn khởi nghiệp đó thì trong như kim trình như chị Phúc nói mà các bạn cũng phải hết lòng đặt cái tâm của mình vào cái sản phẩm của mình để thật sự có ích cho cái người tiêu dùng, cái người mà bạn muốn phục vụ thì họ cũng sẽ mang lại cái lợi ích cho bạn. Hãy đặt hết lòng mình vào đó, chăm chút cái sản phẩm của mình thì con đường của bạn nó sẽ dễ dàng hơn. Chủ tâm sẽ là quan trọng rồi, xin mời bạn. Khi mình bắt đầu làm nông nghiệp ấy thì mình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà lúc đó mình trong đầu mình sẽ luôn tâm niệm một điều rằng bất kỳ một khó khăn nào rồi nó cũng sẽ qua, nhưng mà khó khăn nó qua đi nhưng khó khăn hơn nó sẽ không bao giờ mình tới. Nên do đó là mình chưa bao giờ mình dừng lại với những gì mình đã có hay những gì đã đạt được, thì khó khăn ấy sẽ luôn tới. Mình phải luôn luôn giải quyết những bài toán để cho những khó khăn nó sẽ đi vào quá khứ để mình tiến tới những cái gì tốt đẹp hơn. Trong môi trường ngày hôm nay có rất nhiều người trẻ, các bạn sinh viên cũng nhiều nên em nói ngắn gọn mà các bạn về coi phim Ba Đàn Ốc đi, các bạn sẽ thấm. Và một cái câu nói nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là các bạn hãy cho trước đi rồi người khác sẽ cho lại lại, chứ đừng đòi hỏi là cho người ta là người ta cho lại. Duy nhất về yếu tố luôn luôn thực hiện cái phương châm đó là cộng sự. Tại sao hôm nay mình lại ngồi diễn đàn này chia sẻ với các bạn, đó là cái lý do là nhân một cộng là vì xã hội. Và chắc chắn là tương lai sẽ khởi nghiệp, nhưng mà cái khía cạnh đó sẽ mình sẽ nói chuyện sau. Và hãy dám dấn thân, hãy làm đi rồi mình sẽ trải nghiệm và mình sẽ biết nó như thế nào. Chúc cho các bạn sinh viên cố gắng giữ lửa và nhớ xem phim Ba Đàn Ốc. Khi mà mình dạy khởi nghiệp á, lúc nào á cuối cùng trong cái bài dạy của mình cũng ghi một cái câu là dù bạn là ai thì điều quan trọng là bạn dám khởi nghiệp và bạn đáng được tôn trọng. Xin cảm ơn hết tất cả các diễn giả ở đây, và cảm ơn quý vị khán giả đã có mặt trong khán phòng hôm nay và đã